Cụ thể, đoạn 29 km qua địa bàn Thái Nguyên đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung với quyết tâm cao nhất và đang trong những ngày thi công nước rút để thông xe vào ngày 30 tháng 6, theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Riêng đoạn này đến nay đã hoàn thành được hơn 80%, dù còn một số vị trí gặp khó khăn do địa phương bàn giao mặt bằng chậm, nhưng Ban Quản lý Dự án 2 và các nhà thầu vẫn cam kết sẽ hoàn thành đúng hạn. Đối với một số gói thầu hiện vẫn còn một số điểm tồn tại về mặt bằng chưa được giải quyết. Các gói thầu này được triển khai muộn hơn so với gói thầu trên địa bàn Thái Nguyên nên tốc độ có chậm hơn. Mặc dù vậy, chủ đầu tư, các nhà thầu cũng đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe vào cuối tháng 12 năm 2013. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã khẳng định sẽ không lùi thời hạn hoàn thành dự án này. Ngày 30 tháng 6, kiên quyết thông xe đoạn qua địa phận Thái Nguyên, các đoạn còn lại sẽ thông xe vào cuối tháng 12 năm 2013. Yeah.